Bữa nay là sinh nhật của mình, bạn bè đã hết trơn rồi, thiệt tình. Lâu quá rồi, tao đã mời từ sáng tới giờ mà không đứa nào tới hết trơn rồi. Trời đất ơi, giờ này mới tới, mời sinh nhật, tụi bay trễ quá, có một mình mày tới thôi, tụi mấy đứa kia đâu rồi? Đứa nào vậy? Ê, bạn. Mày diễn cái kiểu gì vậy Đức? Trời đất quỷ thần ơi, có một đạo chánh à. Mới đầu phim mà quất cái bát một cái rồi lấy gì người ta diễn? Nó nghĩ làm sao em diễn viên chính mới mở màn ra chưa được 3 phút nó giết luôn rồi không biết diễn cái gì luôn. Anh kêu giết thì em ra em đâm lồi liền luôn chứ em biết đâu. Đồng ý là phải giết, nhưng mà mày giết kiểu gì? Mày diễn nội tâm vô. Anh nói gì em mới biết. Dạ. Mày ngoại tâm không? Không có miếng nào nổi hết trơn. Ra diễn thì cũng phải giết người ta trước khi giết phải gây lộn đúng không anh? Mình giao đãi rồi gây lộn một hầu rồi điên lên rồi mới cầm đồ cầm đạc rồi mới giết. Chưa gì cho ra đâm cái hũ. Người ta giỏi vậy không? Dạ em biết lát em diễn lại, em diễn lại được hết á. Thôi được rồi bây giờ vậy nè. Dạ. Bây giờ tao chấp nhận nhận hai đứa. Dạ. Cũng nhận luôn rồi ha anh. Tao nhận hai đứa luôn rồi đó. Dạ. Giờ trước khi đóng phim anh hỏi nè. Trước khi vô làm cái nghề điện ảnh mày làm nghề gì nói anh nghe coi. Để anh biết cái đường nên chỉ mày vậy. Em hả em hả? Ừ. Hỏi em trước luôn hả? Ờ, mày làm nghề gì? Dạ, em nói thiệt với anh thì hồi xưa là em làm bên cái mảng giao thông. Mà em làm lớn lắm. Làm lớn lắm hả? Dạ. Mày làm trên bộ hả? Không. Mày làm ở sở hả? Không có, không. Bên cục phải không? Bên cục phải không? Không phải luôn. Ủa chứ đâu anh? Em là trực tiếp điều khiển giao thông. Cảnh sát giao thông? Ảnh là mấy anh mà thổi còi nữa. Không. Hả? Không phải luôn. Chứ mày làm gì? Em là sửa mấy cục đèn giao thông á. Tao tát mày chết nha. Nó làm sửa điện thì nó nói nó thợ điện. Nó bơm lên nó quan trọng anh thấy không? Cho cái người trực tiếp mà làm sửa cái đó nó mới quan trọng đúng không anh? Mày là thợ điện hả? Dạ. À quan trọng cái kiểu gì? Như thế nào quan trọng mày nói tao nghe coi. Em nói thiệt với anh nha, mấy cái giờ tan tầm nha. Em là em người em ra em chỉnh. Em phải chỉnh, anh hiểu không? Em kể anh nè, bữa chiều đó nha. À. Là em được lệnh là bề trên sai phái em xuống. Thôi chừng nào mày về trển. Không, ý em nói là... Ý mày nói sao mày nói rõ coi. Cái gì á, cấp trên. Cấp trên. Ừ. Cấp trên mà nó nói bề trên anh thấy không? Ừ. Nó diễn viên cái kiểu gì? Thì đó em đang nói nè. Phái em xuống để chi? Chi? Kẹt xe mà. Em điều khiển cái đèn giao thông. Em điều khiển cho cái đèn đỏ ở bên này. Không, nó lâu hơn. Để cho bên này dừng, bên kia chạy. Thấy không? Để cho nó thông thoát, anh hiểu không? Anh hiểu không? Hiểu. Đó. Mà bữa đó xui anh. Xui, nhỏ bạn gái em nó rủ em chơi bắt Pokemon. Bắt gì? Bắt Pokemon. Pokemon anh. Cái con mà mình đang bắt này. Bắt. Xe hàng chạy. Man. Người đi, điện thoại ở lại. À, tao nghe bây giờ trên mạng báo đài tao nói vậy hả? Thì đó. Bạn gái em mới rủ em chơi. Ờ. Em đang chỉnh anh. Em đang chỉnh đèn. Thấy con Pokemon mạnh quá. Em nhào vô bắt liền. Một tay chỉnh. Không biết sao nổ mẹ thành điện. Bốn bề đèn là đèn xanh hết. Xe túa ra gặp nhau tại một điểm giao nhau. Nguyên cái bùng binh kẹt cứng ngắc. Sài Gòn chìm trong biển người. Xong vụ đó là em lên báo luôn. Em nói nghe là sao cái trận đó chắc bạn bị đuổi luôn các bạn hả? Mày bị đuổi hả? Không hề. Dạ. Em nha. Chứ sao? Bị sa thải. Chữ sa thải là ngoài Trung. Còn cái đuổi là trong Nam. Ừ. Còn ngoài Bắc kêu là cút á. Mà em thấy cái nghề nó không liên quan tới điện ảnh luôn anh. Ờ cái nghề của mày tự nhiên mà sửa điện mày qua cái điện ảnh rồi sao nó liên quan? Có, đó sửa điện với điện ảnh nó dính cái chữ điện. Em thấy vậy là bắt cầu em nhảy qua lại điện ảnh luôn. Dạ. Dính chữ điện là được rồi. Dạ được. Rồi, tạm thời nhận mày ha. Dạ. Em mới là người liên quan tới điện ảnh. Đâu, kể anh nghe coi. Hồi trước á anh biết không, cái nghề của em là cái nghề mà trùng tu, kiến thiết tái tạo lai giống, phối ghép và xây dựng ý tưởng hoàn thành nhiệm vụ để đưa ra công trình tái tạo ngoại thất căn hộ. Hiểu không? Nghe kỹ lắm nhưng mà hiểu không hiểu nổi. Bây giờ mày nói lại từ đầu được không? Cái nghề sao? Đập trung nha. Cái này Google dịch nó ra không? Sạch đại đi. Để dịch thử coi. Cái nghề này là trùng tu lai tạo, sáng tạo, kiến thiết, phát minh, đưa ra ý tưởng bảo trì công trình tái tạo ngoại thất căn hộ. Hiểu chưa? Mày có thể cho tao lần thứ ba thôi. Mày nói lần nữa em bấm không kịp. Mày nói lần thứ ba này mà nó giống lần đầu tao con mày. Em tập trung lắm nha. Ráng đi. Em tập trung lắm á. Cái nghề này là cái nghề trùng tu, xây dựng, kiến thiết, lai tạo, cắt ghép,
ý tưởng phát triển đô thị và hình dung xây dựng mô hình ngoại thất căn hộ. Nói chung là cắt cỏ đó anh. Sao vậy? Bấm liệt mẹ cái màn hình. Tao nóng luôn á. Anh... mày nói lại đi, cắt cỏ đi. Nhưng mà cái nghề của em quan trọng là mà nó... cái cắt cỏ có dính líu gì điện ảnh mày qua đây? Không dính. Anh có coi phim Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh không? Mày đóng vai chính hả? Em là cái con cắt cỏ trên cánh đồng đó. Nguyên cánh đồng là em cắt cái con mà lưng thơm. Lâu lâu thấy khúc là em đó. Nguyên cái bối cảnh cánh đồng là mày cắt hết hả? Dạ, cắt đường tiếng đồng hồ cái nghỉ. Sao mày nghỉ? Dạ, cắt đang hút thuốc nó cháy nguyên đồng cỏ luôn. Đạo diễn đuổi. Trời, nhưng mà thích. Em yêu nghề, quan trọng là em diễn xuất được. Anh đồng ý không? Bữa nay anh thấy em diễn xuất được đúng không? Em diễn tốt lắm. Mà được. Không ai biết. Bây giờ anh biết nè. Yes. Anh biết. Rồi anh sẽ nhận em. Còn anh em diễn làm sao? Cái nội tâm em chỗ đó em phải thêm vô hả anh? Mày vô mày ráng mày học kịch bản đi ha. Có kịch bản trọng á mày mà, vô mày học. Em vô học kỹ kịch bản lại cho em cơ hội cho em cơ hội. Rồi. Dạ em vô. Anh còn cái da em sao? Bây giờ cái việc nó như thế này. Dạ. Cái da em á thì cái nhân vật thì một nhân vật mà dạ. hai diễn viên đóng. Ủa khoan. Là một vai mà hai người đóng á? Đúng rồi. Anh cho em đóng luôn đi, anh thế người chi vậy? Em à, tại vì cái vai này nó nặng lắm. Không, em diễn được hết. Em diễn được hết. Bây giờ như vậy nè, những cái chỗ nặng á, những cái chỗ hay, những cái chỗ tâm lý là em diễn. Dạ. Còn những cái chỗ nhẹ để người ta diễn gánh bớt cho em. Đoạn nào khó em đóng. Đúng rồi. Cái nào dễ, cái chị còn lại đóng. Cái chị còn lại đóng. Ok. Nha. Em hiểu. Dạ. Anh cho anh chuẩn bị đi. Rồi anh chuẩn bị nha. Em chuẩn bị tâm lý nha. Cái vai dạ. này hơi nặng nha cưng. Ok ok. Chịu khó nha. Cảm ơn anh. Trời đất ơi. Phim trường gì mà nóng nực quá à. Mơ em bẻ cổ lại em chị em. Chị bẻ chi mà nó rắc nghe nó rật luôn rồi. Giúp chị thôi. Ok đợi xíu. Em làm được cái này. Được không? Trời giống bánh tráng ăn mì quảng quá. Sao em bẻ vậy mà chị còn sống hay vậy? Trời may là cái cổ thôi em. Trời đất ơi. Sao chị bằng đồ y chang như em vậy? Sao em mặc đồ giống chị vậy? Chị rồi. Là cái người mà đóng chung vai em phải không? Đúng rồi, hồi nãy anh đạo diễn có nói là chị với em đứt vai. Chuyện là vậy, đạo diễn kêu là thôi bây giờ một mình em diễn thôi. Nha, cái đoạn nào mà khó là em diễn hết, chị làm ơn chị đừng có chen vô. Ý là giờ em nói làm sao, em diễn giỏi phải không? Dạ dạ. Em diễn giỏi là em chị đừng có giành diễn với em hả? Ý là vậy đó. Chị nói thật với em á, chị không bao giờ giành. Lúc nào em muốn diễn chị để cho em diễn. Cái chỗ nào khó là chị để em diễn. Được không? Chị là tốt. Chị đạo diễn đi, để bây giờ mình cho mình diễn luôn đi. Rồi, bây giờ vậy. Mình diễn chưa? Chị tới rồi. Ê, Kép Chánh đâu? Ra đây cưng, bây giờ đạo cụ anh em mình, nhờ anh em mình dọn đạo cụ đi. Dạ, dạ. Tôi có cảnh luôn. Thôi, anh ơi, bây giờ mình quay cái cảnh này là cảnh gì anh? Cái cảnh này bây giờ anh nói sơ kịch bản cho em nghe. Dạ. Cái này là rất quan trọng nha. Cái này là bối cảnh chính trong phim. Em. Dạ. Là cặp với đại gia. Cặp đại gia. Còn này là nó nghèo, nó là bồ của em. Bồ cũ em. Bồ cũ em rồi, đúng rồi. Bồ cũ. Nó ghét, bị nó nghèo em bỏ nó em cặp đại gia. Oh, bắt đầu nó tới nó ghen ha. Bây giờ em làm mấy em diễn làm sao cho ra cái cảnh này giùm anh mà cái vai này đúp lê hai người nha. Bạn này đến đây đánh ghen. Đánh ghen. Em là cặp đại gia bỏ bạn này. Đúng rồi. Hiểu. Thông minh rồi. À bắt đầu diễn nha. Dạ, okay. Dạ. Vậy là em diễn. Em diễn. Dạ. Cái nào khó kêu em nha. Rồi. Ok. Em xuyên suốt luôn. Em xuyên suốt. Em xuyên suốt luôn. Dạ em hiểu rồi. Bắt đầu nha. Em ngồi đây em đợi nè. Rồi bắt đầu diễn nha. Dạ. Anh nói một cái là diễn liền nha, máy chuẩn bị, action. Tôi đã tìm được cô rồi. Con đàn bà đi tìm. Sao mày chửi tao con chó? Trời ơi, tại sao vậy em? Tại sao vậy, chửi nó em chửi đó? Em kìa, nó lợi dụng rồi, nó đóng phim rồi, nó chửi em. Cái đó là cái thoại trong kịch bản chị ơi. Chị làm sao vậy? Được không? Không được em đóng à? Không, để tôi chứ. Đây chỗ này dễ để đừng chửi nữa. Đây, đừng có chửi nha. Trong kịch bản chứ không phải là người ta chửi vậy. Ờ, nó trong kịch bản nha chứ ngoài chửi tôi đánh chết mẹ mẹ. Đánh chết mẹ mà em bị hù, em bị chửi lắm à. Em tưởng chửi em thiệt. Làm lại đi. Action.
Người tin cô rồi. Buồn lẫn trốn tới bao giờ nữa. Cô là con đàn bà đê tiện. Em không có. Cãi hả? Em không có. Cãi nữa hả? Em không có làm gì hết đó, tại sao anh chửi em? Đây thì tôi sẽ đánh cho cô chết. Rồi xin à, tới em thế vô. Tới em hả? Tới em. Dạ. Mừng quá, mừng. Tới em rồi phải không? Tới em rồi đó. Tới cái đòn em chỉ phải không? Cái chỗ này nặng lắm. Dạ dạ dạ, chuẩn bị. Diễn. Anh ơi, nó tán thiệt anh ơi. Chịu khó cái gì? Dạ, cái xúc cái răng. Bởi cái nặng, nó dạ, 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 nặng rồi. Anh chưa nói gì nữa. Không được, em không được nói. Anh chưa nói kìa. Trời, tâm hết, nghe lời anh đi nào. Đi vậy tới gì nữa? Em đứng lên đi. Ủa? Tới em. Coi như em bị đánh rồi đó nha. Có nói được câu nào đâu trời. Em đau lắm, bị đánh rồi đó. Đau lắm. Gãy cái răng rồi đó nha. Dạ. Vịnh cái răng nha. Dạ. Nè. Vịnh. Anh đánh tôi à? Anh dám đánh tôi à? Cô còn nói gì nữa hả? Cô phản bội tôi. Mà nghĩ tại sao tôi không dám đánh cô? Anh là một người đàn ông vũ phu. Vũ phu mà. Lỡ rồi. Vũ phu tôi tới luôn. Cắt. Để em nữa hả? Để nó ngủ. Để nó ngủ. Anh nó phải từ từ chứ, để nó làm mạnh quá chết em. Rồi chuẩn bị. Đóng phim là... Anh nhẹ nhẹ giùm em. Chứ đừng không có... phải đóng phim phải đánh. Đánh thật em ơi. Anh bị. Chờ chứ. Biết rồi, biết rồi. Cái đoạn này biết diễn mà, có dặn. Mỗi người tự lo mình, tôi biết diễn, tôi biết diễn. Rồi. Quất. Anh Tại sao? Cắt. Em chưa thoại. Em chưa có thoại. Không được, bây giờ thoại để cô này cô thoại. Em vô chửi giùm nó đi em. Dạ. Chưa nói gì không? Coi như bị đánh rồi, đang là chửi nó. Chửi. Ôi da. Ừ. Ôi da. Ừ. Anh đánh tôi. Ừ. Anh đá tôi. Trời ơi. Anh một thằng đàn ông vũ phu. Hay quá. Mà tôi nói thiệt với anh nha. Cái gì? Tôi không phải ngủ với một thằng đâu. Hả? Tôi ngủ với nhiều thằng lắm. Trời ơi. Tôi ngủ với Cường Đô La. Hả? Trời ơi. Cường Seven. Hả? Cường Mũng. Thằng nào tôi cũng ngủ hết. Anh ơi, nó thoại vậy nó bị quýnh chết mẹ em rồi. Đừng có thoại như vậy mà nói nó quýnh là sao? Tôi bị quýnh không à? Thôi bây giờ vậy nè, em phải gỡ lại. Đó, tôi ngủ hết á. Tất cả đàn ông nào tôi ngủ, tôi ngủ với thằng đạo diễn này luôn. Cứ nói, không sao hết. Để đủ lực nó đánh em. Nhưng mình gỡ lại một câu. Gỡ lại câu là mình vậy nè. Mình phải gỡ một câu. Bây giờ cô ngon á. Thì mày đánh tao đi. Câu đó em mới đủ tâm lý phải không anh? Đúng, đủ tâm lý. Rồi. Sao thoại gì kỳ vậy trời? Nè, bắt đầu làm lại nè. Diễn. Tao không phải ngủ với một thằng. Đó, hay tao quá. Tao ngủ với nhiều thằng lắm. Ừ. Mày đánh tao đi, mày ngon mày đánh tao đi. Lỡ rồi, tao giết chết mày luôn. Mày muốn mày giết hả? Tao hả? Mày ngon. Ê. Ngon mày giết tao đi. Cắt. Em ơi, bây giờ cái phân đoạn này không, em diễn xong cái này rồi. Anh không, lại không, em đau bụng, em lại anh. Cố gắng diễn cho này. Anh cầm cái bức tranh. Anh diễn. Phim này hay quá. Anh cắt. Em giữ tâm lý, anh em giữ tâm lý á. Coi như mới bị đập rồi đó, đau lắm nha. Ôi, rồi, máu chảy đó nghe không? Đau nha. Rồi. Anh là một người đàn ông khốn nạn. Hả? Anh dám đánh tôi. Trời ơi. Trời ơi. Tôi vừa làm gì vậy? Tôi đánh người tôi yêu ư? Tại sao tôi lại làm như vậy? Hả? Tại sao tôi lại đánh em? Em ơi, em hãy đánh lại anh đi chứ. Em đánh lại anh đi, em giết chết anh luôn cũng được. Được rồi, em ơi. Đây. Hay quá. Em đánh anh đi. Cầm khe đi em. Cầm đánh đi. Đánh anh đi. Quất nó. Đánh anh đi. Tao sẽ đánh mày. Cắt. Đâu em hả? Đúng rồi. Cô anh à. Trời ơi. Nguyên một khi tôi đợi tới cái cảnh này. Cô anh cái đoạn này đổi gì anh? Đúng rồi, nặng lắm, chỗ này nặng mà. Em à. Tới em đó. Ê, nhớ mặt mẹ không? Mày nhớ mặt mẹ không? Hai giờ ba nhát đó. Ok. Anh, ví dụ cô gái này quất nó chạy mất mũi đâu? Không sao hết, phim mà làm như thiệt vậy đó. Em thích anh. Không, để em diễn, Rồi, bắt đầu. 1, 2, 3, diễn. Dám đánh thiệt hả? Tao chỉ mới thử thôi mà mày đánh tao thiệt à? Chứng tỏ từ lâu mày đã không còn yêu tao. Hả? Vậy thì tao giết chết mày luôn. Ôi.
cắt đúng không? Cắt, biết rồi. Không, diễn tiếp đi. Từ bò ra không, không diễn nữa. Bò ra. Mày, tao sẽ giết chết mày. Đúng rồi, hay quá. Đuổi, tao giết chết mày. Au, wow. Rút ra ra. Cái đoạn này là xong chưa anh? Rút ra ra đi rồi tính. Rút ra luôn hả? Rút ra ra. Rút ra luôn. Vô cái đoạn này em phải hỗ trợ chứ. Ra. Rồi. Trời đất ơi. Rồi. Chà. Ủa sao mũi nó màu đỏ mày? I'm fine, thank you. Quá, thầy diễn hay quá. Thầy diễn tốt quá. Bây giờ tới em. Cắm cái đầu vô bằng phẳng đi. Mình làm đoạn kết luôn phải không? Ờ, coi như là mới bị đó nha. Rồi. Rồi, bắt đầu rút ra. Rồi. Diễn. Anh giết tôi. Quá. Anh giết tôi. Hả? Tôi đã giết người rồi sao trời? Cắt. Dạ. Rồi, xong rồi đó. Vậy em về nghỉ ngơi anh. Thôi bây giờ vô đây anh tính lương cho mấy hai đứa nha. Dạ. Để nó xỉu xíu nó vậy rồi tính. Dạ. À, hey, cô ơi. Xin lỗi nha. Có sao không? Hồi nãy diễn tại phải diễn vậy nhập tâm á. Ôi, đạo diễn yêu cầu nhập tâm mạnh tay xíu. Xin lỗi nha. Có sao? Hỏi thăm xíu mà, có sao không? Cô, xin lỗi mà, diễn viên với nhau không? Cô là anh hả? Ăn nói dù gì. Ủa sao tự nhiên? Hồi nãy giờ hơi bị nặng tay với mình nha bạn ha. Nha. Sao tự nhiên sao bạn phải giả gái để đóng vậy bạn? Thì bạn thấy đó. Mỗi năm diễn viên trẻ nó mọc lên như núm, không? Rồi diễn xuất nhiều khi biết cái bằng tao không? Không làm chiêu trò làm sao được vô phim ha. Nói chung là đang cần tiền thì cái gì cũng làm hết ha. Trời ơi, tiền mà nguy hiểm quá bạn ơi, mà bạn làm gì mà cần tiền dữ vậy? Thì cha tôi. Alo. Alo, ba hả? Gái hả? Dạ. Con cơm chưa? Dạ rồi. Rồi con thuốc chưa? Dạ chưa. Sao kỳ vậy? Rồi con phải uống thuốc hay chưa? Bác sĩ đưa thuốc con phải uống chứ. Con phải uống thuốc nhanh thì con mới hết bệnh. Rồi ba mới vô ba đón con về được, biết chưa? Thôi đừng có đợi ba nữa, tại ba đóng cái phim này ba đóng lâu lắm. Cái phim này là ba quýnh nguyên một phim luôn á. Ba quýnh hết người này tới người kia luôn á con. Khó lắm. Ba lâu lắm ba mới về. Nói chung là phim này là ba chỉ đạo võ thuật. Ba là ba quýnh hết. Ai ba cũng quýnh hết. Không ai ba chừa hết trơn á. Anh Tứ. Tới đây vậy? Cô đang ở trong bệnh viện mà. Con trốn. Sao lại trốn ra như vậy? Con có biết gì là nguy hiểm lắm không con? Sao vậy? Con trốn vậy bác sĩ có biết không? Con trốn sao bác sĩ biết? Trời ơi, trả treo nữa. Bây giờ con gái nghe lời ba nha. Bây giờ con theo ba vô trở lại bệnh viện nha. Con phải nằm trong đó con khám chứ con không được ra như vậy, có làm gì là nguy hiểm đó cô biết không? Anh ơi, tôi xin lỗi, hồi nãy tôi lỡ làm nhỏ nó thấy. Mà nó bị bệnh gì vậy anh? Con tôi không có bệnh gì trơn, anh đừng có lo. Con tôi không có bệnh gì trơn á. Bạn ơi giỏi, sao mà nói con không bị bệnh? Bác sĩ nói con bị bệnh ung thư mà. Thôi vậy nè con ơi, không có sao đâu. À giờ nói vậy nè,
Bây giờ à, chỗ này để ba con đang đóng phim nha. Để chú dắt con ra ngoài mua bánh cho con ăn nha. Đi đi. Không, không muốn ở đây với ba. Thôi mà không sao đâu. Ba ở đây ba đóng chút xíu nữa là xong mà. Con ra ngoài đợi con ở đây sao ba con đóng được nha. Đi đi chú mua kem cho con ăn nha. Không sao đâu. Ngồi với chú nè. Chút chút ba ra. Nha 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 nha. Không muốn ở đây với ba. Vô đây. Vô đây với chú nha. Anh cảm phục em. Anh xin lỗi em. Từ nãy giờ anh làm cái bối cảnh khó khăn cho em quá. Em vì đồng tiền em phải làm. Không sao đâu anh, tại phim mà. Hết lòng vì nghệ thuật vậy là anh thích lắm. Đừng rồi. Bây giờ có cái phim sau này anh sẽ mời em nữa. Cái phim sau đi ra chánh nhưng mà nó nhẹ lắm, không sao hết á. Mà là anh chắc em là không có đánh đúng không? Không có bị đánh gì hết. Diễn bằng tâm lý không? Em đau lắm em thiệt, tại vì con em mới phải làm diễn tâm lý thôi đúng không? Em diễn tâm lý rất giỏi. Chỉ có một lớp một nó hơi khó khăn chút xíu. Có một cảnh một hơi khó. Không sao, anh nhờ diễn viên phụ đúp lê giùm em, không sao hết. Riêng cảnh đó, anh nhờ diễn viên đúp lê giùm em. Nếu như mà, em nói thiệt nha, nếu mà cái cảnh đó nó không khó quá. Khó lắm. Nếu mà không khó quá anh cho em làm luôn đi, em lấy hai đầu lương được không? Tại vì bây giờ em cần tiền quá, anh biết là con em nó như vậy. Thôi được rồi. Em làm luôn cảnh đó ha. Em làm luôn cảnh đó cho. Cái mà cảnh đó là cảnh gì anh? Nhảy trên lầu 18 nhảy xuống. Em có làm nổi không? Em làm nổi không cho anh biết đến tính người nữa. Làm không em? Làm không? Em làm không? Em làm. Em làm. Em làm. Xin cảm ơn tất cả các nghệ sĩ đã mang đến một vở bi hài kịch vô cùng ý nghĩa, và đặc biệt là giọt nước mắt của người bạn của tôi vô cùng giá trị. Xin mời Trấn Thành quay trở lại đây ạ. Cứ bỗng trở nên nhỏ bé giữa thế giới lạc loài. Có những người, những cái mảnh đời trong cái cuộc sống này, rõ ràng chẳng ai lựa chọn cuộc sống nghèo. Khi chúng ta nghèo là khi chúng ta cảm thấy mình nhỏ bé và bất lực nhất. Mình sẽ cảm thấy tủi nhục. Cái tiếng nói của mình trở nên không còn giá trị. Chúng ta không thể quyết định được một điều gì trong cuộc sống này cả. Đó là lý do vì sao mà chúng thấy là ai cũng mong muốn thoát nghèo. Người ta làm bằng đủ mọi cách. Có rất là nhiều người chờ vào cái sự may mắn, chẳng hạn như là mua vé số. Có người thì người ta bán đi sức khỏe của mình, lao động miệt mài, làm cực lực hơn những người khác gấp 10, gấp 5 lần để mà có thể thoát nghèo. Có những người khác lại muốn rút ngắn khoảng cách, rút ngắn giai đoạn bằng cách là làm những chuyện phi pháp, hay là thậm chí là làm những cái điều mà không đúng với lương tâm của mình. Và dĩ nhiên bên cạnh đó cũng có rất là nhiều người đi hợp tác lao động nước ngoài, tìm đến một cái miền đất khác mà họ cho rằng ở nơi đó họ sẽ bắt đầu lại từ đầu. Và hiện nay chúng ta cũng vẫn có thể nhìn thấy rất là nhiều những cái hoàn cảnh của những người nghèo. Người ta đi ra nước ngoài để tha phương cầu thực, số phận là còn phải may mắn, xui rủi nữa. Đâu phải ai cũng đi ra nước ngoài là sung sướng đâu. Lần đầu tiên trong cuộc đời Hà được đi lưu diễn ở nước ngoài, ở châu Âu. Đến bây giờ người ta vẫn còn cái thói quen là nghệ sĩ đến nơi là phải đi một vòng quanh chợ. Mà ở chợ đấy là ai? Thì cũng chính là những cái người mà chúng ta cứ ngỡ rằng là họ sang nước ngoài thì họ sẽ giàu có vô cùng. Nhưng mà tận mắt chứng kiến thì mới biết rằng là chúng ta vô tâm. Họ hàng ở nhà là chỉ trông chờ vào những cái số tiền mà chúng ta không biết rằng là người thân của mình đang qua nước ngoài, người ta đang làm những cái công việc như thế nào và họ chịu khổ ra sao, thời tiết khắc nghiệt như thế nào, không có cùng chung một cái ngôn ngữ. Và họ ra chợ buôn bán, thậm chí là bị lừa lọc. Bởi vì đất khách quê người mà. Và từ đấy Hà mới hiểu ra rằng là đúng là cái gì có cái giá của nó. Chính xác là như vậy. Và hiện nay cho đến thời điểm này thì Việt Nam chúng ta cũng đã có khoảng là 600.000 nhân công đi hợp tác lao động nước ngoài. Và trong số đó thì không phải ai qua bên ấy cũng có được những công việc tốt. Và không phải ai khi trở về cũng có được cái niềm hạnh phúc. Và cũng không phải ai cũng có cái cơ hội đi được trở về với gia đình của mình đâu. Để quý vị và các bạn có thể hiểu rõ hơn về nỗi niềm của những người con tha phương
để có thể tìm một cái vùng đất mới cho mình, một số phận mới, thì chúng tôi mời quý vị và các bạn hãy cùng lắng nghe một ca khúc được dàn dựng và được viết một cách rất là đặc biệt. Mà cái cách viết của cái người nhạc sĩ này phải công nhận là anh ta có một cái tư duy âm nhạc cực kỳ độc đáo. Anh sẽ song ca cùng với một nam ca sĩ mà cái chất giọng cũng rất là khủng. Chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh và sẽ được trình bày với tiếng hát của chính tác giả cùng với sự kết hợp của nam ca sĩ Bùi Anh Tuấn. Bài hát rất đặc sắc. Không phải ai cứ sang nước ngoài là ổn đâu. Tôi nghĩ là vậy. Tại vì mỗi người đã có một số phận. Quan trọng là chúng ta làm gì, ở đâu. Nếu như ở đó chúng ta tìm được hạnh phúc thì miền đất nào cũng là miền đất hạnh phúc cả. Thưa quý vị, ai cũng nói là duyên, là phận, đúng không? Ai cũng có một số mệnh. Như vậy thì bây giờ câu hỏi cuối cùng là chúng ta có thể thay đổi được số phận hay không? Chúng ta có thể tự quyết định được số phận của mình hay không? Được. Được không? Được. Tại sao? Thực ra nhá, tại sao có những người sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm với nhau, nhưng mà người ta có mỗi một cái cuộc sống, một đời sống khác nhau, là do tính cách khác nhau. Có những người người ta an phận, có những người người ta có một cuộc sống tẻ nhạt, buồn chán.
Còn tại sao có những người vinh hoa phú quý, người ta luôn luôn chạm tới những thành công, bởi vì là những người người ta có ý chí và luôn phấn đấu trong cuộc sống. Thưa quý vị, bây giờ mình nói một cách cụ thể như thế nào? Thực ra chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi được, thưa quý vị. Là tại vì cái số mệnh á, thì nó bằng thiên mệnh cộng với địa mệnh cộng với nhân mệnh thì nó mới ra cái gọi là số mệnh. Bây giờ thiên mệnh nó là gì? Thiên mệnh là những cái như là ngày tháng năm sinh, chòm sao, rồi đó mạng hỏa, mạng thổ gì đó. Những cái đó là chúng ta không thay đổi được ha. Phần phước ông bà để lại sao là nó y chang vậy ha. Bây giờ mình có thể thay đổi được hai cái, đó là địa mệnh và nhân mệnh. Như vậy thì địa mệnh là gì? Địa mệnh là những cái giống như là phong thủy, nhà hướng nào, chúng ta đang ở đâu, nơi chốn như thế nào đó, cái chỗ đó nó có hợp với mệnh chúng ta hay không, cái màu sắc mình tiếp xúc mình hợp với màu nào, và cả ngành nghề mình lựa chọn nữa. Rồi nhân mệnh là cách chúng ta sống, người ta hay nói cái câu đức năng thắng số đấy. Đấy, quá trình chúng ta nỗ lực học tập và rèn luyện, rồi cái cách chúng ta hành xử, cách chúng ta nhận thức về vấn đề, và sau khi nhận thức rồi cách chúng ta giải quyết cái vấn đề đó. Như vậy thì trong ba cái thiên mệnh, địa mệnh và nhân mệnh, chúng ta đã có thể khống chế được hai cái, chúng ta có thể nắm được, giữ được trên 60% cái số mệnh của con người. Như vậy thì câu trả lời, chúng ta có thể tự quyết định và thay đổi số mệnh của mình được hay không, thì câu trả lời là có. Nhưng lại nhưng nữa, làm chủ cuộc sống của mình đã khó, nhưng mà sống để làm sao mà vừa có lòng nhân ái, bao dung và nói nôm na một cách sống tốt lại là một câu chuyện hoàn toàn khác ạ. Có những cái trường hợp mà người ta cứ phải đạp đổ mọi thứ để thành công. Nhưng mà Thành nghĩ lên như thế này, thưa quý vị, chúng ta toan tính chúng ta giải quyết như thế nào thì cuối cùng cuộc đời cũng sẽ quay về hai chữ hư không. Chúng ta bắt đầu từ đâu thì sẽ trở về từ đó. Chúng ta sẽ trở về với cát bụi. Bởi vì trời đã ban cho, ta cảm ơn trời dù sống thương đau, mai kia chết rồi trở về cát bụi giàu khó như nhau. Và ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng đón nghe ca khúc Trở về cát bụi qua sự thể hiện của hai giọng ca vô cùng duyên dáng và xinh đẹp, Quế Vân và Nam Em. Để tìm thấy niềm tin quanh ta.
nghe tâm hồn, hãy cho đi tiếng cười, hãy trao nhau nắng ấm để muộn phiền đi qua. Hãy tin yêu cuộc đời giống như là phép màu, để tình yêu trong con tim ta thắp lên. Hãy lắng nghe tâm hồn, hãy cho đi tiếng cười, hãy trao nhau nắng ấm để muộn phiền đi qua. Hãy tin yêu cuộc đời giống như là phép màu, để tình yêu trong con tim ta thắp lên điều kỳ diệu hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, và đó cũng là bài hát cuối cùng của chương trình Gala Nhạc Việt lần thứ 8 lần này. Và hãy sống như là những phép màu để cuộc đời của chúng ta trở nên thật kỳ diệu. Đó cũng chính là thông điệp mà Gala Nhạc Việt lần này muốn gửi gắm đến tất cả quý vị. Bởi chúng ta vẫn luôn biết, duyên là do trời định nhưng phận thì do chính chúng ta tạo nên. À, chắc chắn là như vậy. Và với mỗi một con người chúng ta đều có những duyên phận riêng cho mình. Nhưng mà cách để chúng ta vượt qua nó, cách chúng ta đối diện nó và cách chúng ta giải quyết nó như thế nào, đó là tùy thuộc vào lăng kính và góc nhìn của mỗi một con người đối với duyên phận của chính bản thân mình. Và chúng tôi hy vọng là quý vị và các bạn đã có những phút giây trải lòng thật sự cùng với âm nhạc và những câu chuyện thật tuyệt vời cùng với duyên phận cuộc đời, chủ đề lần thứ 8 của Gala Nhạc Việt lần này. Xin hẹn gặp lại và chào tạm biệt. Hãy lắng nghe tâm hồn, hãy cho đi tiếng cười, hãy cho nhau nắm ấm để muộn phiền đi qua. Hãy tin yêu cuộc đời giống như là phép màu, để tình yêu trong con tim ta thắp lên. Hãy lắng nghe tâm hồn, hãy cho đi tiếng cười, hãy trao nhau nắm ấm để muộn phiền đi qua. Hãy tin yêu cuộc đời giống như là phép màu, để tình yêu trong con tim ta thắp lên. Hãy lắng nghe tâm hồn, hãy cho đi tiếng cười, hãy trao nhau nắm ấm để muộn phiền đi qua. Hãy tin yêu cuộc đời giống như là phép màu, để tình yêu trong con tim ta thắp lên điều kỳ diệu hôm nay. Gala Nhạc Việt vừa trân trọng gửi đến quý vị Gala Nhạc Việt 8 với chủ đề duyên phận cuộc đời. Đây là chủ đề được lấy cảm hứng từ câu chuyện về những chữ duyên trong cuộc sống và thân phận con người. Chúng tôi tin rằng chương trình đã mang lại những mảng màu âm nhạc thật ý nghĩa, cảm xúc chạm đến nhiều tâm tư của quý khán thính giả. Sau 4 năm xây dựng và phát triển, Gala Nhạc Việt tự hào đã trở thành thương hiệu giải trí hàng đầu Việt Nam, có số lượt xem ấn tượng trên YouTube và phát hành rộng rãi tại hải ngoại, trở thành món quà âm nhạc giải trí với đông đảo kiều bào trên thế giới. Để Gala Nhạc Việt có được thành công như hiện nay, đó là nhờ sự thu hút ở chủ đề đa dạng, thú vị, đúng với tâm tư tình cảm của khán giả ở mọi độ tuổi. Âm nhạc được hòa âm phối khí mới lạ, nhiều ca khúc được sáng tác dành riêng cho chương trình, đặc biệt là thành quả từ những cơ duyên hợp tác và gắn kết của hàng trăm văn nghệ sĩ và vũ công ở mọi lĩnh vực nghệ thuật. Đội ngũ âm thanh, ánh sáng, sân khấu chuyên nghiệp hàng đầu, nhà thiết kế stylist nổi tiếng bậc nhất tại Việt Nam. Nối tiếp thành công đó, Gala Nhạc Việt duyên phận cuộc đời tiếp tục mang đến cho quý vị những mối duyên mới trong âm nhạc, là sân chơi cho văn nghệ sĩ có cơ hội trải nghiệm các lĩnh vực mới, và chắc chắn những câu chuyện âm nhạc sâu lắng, cảm xúc, ý nghĩa, đậm chất tình được phát huy mạnh mẽ. Hãy cùng khám phá những điều ấy trong hội trường Gala Nhạc Việt 8 duyên phận cuộc đời. Tóc xanh quá, tóc xanh quá. Em chờ lộn, lộn ở đây. Ê, chờ lộn nhờ. Dạ. Rồi. Ok, bây giờ thu đi ra. Mình thôi. Để em không?
Còn sao? Từ nào đi bà. Chết, nổ máy, nổ máy. Nữa rồi. Cơm ở nhà quá đời khác lạ. Và trong lớp thanh niên là người không quốc. Từ nào đi bà, trả lời rồi. Ca khúc là tâm huyết của Quỳnh, mang tên là Nước Ngoài. Ca khúc để phục vụ cho chương trình Gala Nhạc Việt. Cái câu chuyện của Quỳnh viết về anh em xuất khẩu lao động sẽ là một trong những cái câu chuyện số phận những người nghèo, những người bất hạnh hay là những hoàn cảnh đáng thương khác. Nhờ chương trình này thì hôm nay anh em mình mới được hát chung với nhau. Còn trước đây thì em có hát một bài của anh rồi. Em thực sự thấy những sáng tác của anh thì nó rất là chân thật. Bài này thì là anh viết cho mấy anh em đi xuất khẩu lao động ấy ở bên Nga. Bài này anh viết tới 2 năm mới xong. Thì mỗi một đoạn thì nó lại gắn liền với một cái câu chuyện của một người là những người anh biết hết. Em bắt chị đông mình kiếm đồng tiền, đống tiền là tiền là đống ấy. Yeah. Với cái sự dàn dựng cũng như dựng bài của anh Kim và với cái sự cố gắng của Tuấn thì hy vọng là mọi người sẽ đón nhận hai cái màu sắc khác nhau này nhưng mà cùng hòa quyện với nhau trong một bài hát nhé. Bên này cử người, bên này cử người đâu? Bên này cử độc đáo đó. Chị là độc đáo ngọc trong chầm phải không? Rồi. Con này về chè ra cho. Đúng rồi. Bè cao, bè thấp. Thế đó. Tụi mình bè chín. Con yêu ngọt, con yêu điều ngọt ngây. Thấy niềm tin quanh ta. Niềm tin quanh ta. Quanh em quánh rồi. Một cái quãng đường nó rất là dài và mắt ngọc cũng có những cái thăng trầm và mây trắng cũng có những cái thăng trầm, nhưng mà hôm nay chúng tôi được cùng ngồi bên nhau thu và quay hình, đó là một cái duyên rất là lớn trong cuộc đời mà. Và đây cũng là một món quà ý nghĩa mà Mây Trắng và Mắt Ngọc muốn gửi đến quý vị, mong rằng quý vị các bạn hãy ủng hộ cho hai nhóm. À, nếu mà nói về duyên phận cuộc đời thì mình có được coi là duyên phận không? Từ từ sẽ biết. Bởi vì hỏi bà nói là từ từ sẽ biết, thành tựu ra mới ra cái bài này, cái hát lần này là bài Phía Cuối Con Đường. Hãy chờ phía cuối con đường, biết đâu sẽ có người đứng đợi mình ở đó. Con đường dài lá xuân đầy. Em ơi, bị tập trung rồi, bị tập trung quá, bị cố gắng hát khó đó. Hát cho nó thoải mái, nó feeling hơn, nó tự nhiên hơn. Lại câu cuối đi. Với lại cái bông một ngày, chứ là một ngày. Ngày bóng một ngày do đến khi ta yêu là cùng nhau chiến đôi đôi buồn là cùng chung đôi phút sẽ hạnh phúc. Bài này là một cái bài mà có cái quãng rất là rộng. Và may mắn là giọng của Harry thì cũng cao. Hôm nay hát lên cái bài này là tình thấy là lên tới Ray Thăng cũng khá là cao, nhưng mà hai đứa cũng đang ngọt ngào thôi, kể ráng cố gắng. Hy vọng là các bạn sẽ xin chào tất cả quý vị. Hiện giờ thì Bảo Thi đang ngồi kế Bùi Anh Tuấn, Bảo Anh và anh Quốc Thiên. Bốn chúng mình rất là vui bởi vì đã cùng nhau hội họp để bàn ra được ý tưởng cho ca khúc mở màn Gala Nhạc Việt số 8, Duyên Phận Cuộc Đời. Ca khúc được cả bốn người chọn đó là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận, được mang tên là Con Thuyền Đời. Không biết. Đuổi ngươi em kêu thêm của em đi, kêu tính Bảo đi. Đời trôi mãi quên là chuyện của làm thuyền xa bến phiêu du mênh mông, nơi đâu là bờ trái tim của anh cũng biết đâu đâu muốn thân tình ta vỡ đôi. Khi mà hát hòa giọng với nhau như này thì nó có rất là nhiều những cái đoạn cần phải dựng bè, dựng phiêu làm sao đấy để cho đẩy cái cao trào bài hát lên một cách mạnh mẽ nhất. Một ngày tôi sẽ chính mình.
cho tôi niềm tin. Bên cạnh là ngôi nhà xe duyên cho những cặp đôi âm nhạc mới, các Lan Nhạc Việt còn là sân chơi để các nghệ sĩ có cơ hội bén duyên, thể nghiệm nhiều lĩnh vực ngoài thế mạnh của mình. Chương trình Gala Nhạc Việt lần này chủ đề duyên phận cuộc đời Ngọc lại có một cái cơ duyên kết hợp với lại chị Thu Sương. Lúc nhỏ đó, ông nội hay bật radio nghe cải lương, cho nên là bị ghiền cải lương lúc nào không hay. Nên là bây giờ có một cái cơ may rất là lớn này, và lại được thêm chị Thu Sương chỉ dạy nữa, thì Ngọc hy vọng là mình cũng sẽ có thêm một gió mới để tất cả quý vị thưởng thức ạ. Trong cái bài ca Tân Cổ Nhạc Con Gái Của Mẹ thì nói lên sự đau khổ trong tình cảm ngày xưa của phụ nữ Á Đông. Cuộc đời phụ nữ Á Đông ngày xưa khổ sao mà khổ quá trời. Cũng mong là cuộc đời của phụ nữ ngày nay bớt khổ xíu. Mẹ thương bao con thân gái đục trong, mai kia mốt nó còn đi lấy. Người đẹp và ông cầm đàn, ông cầm đàn. Buồn là buồn, là nhìn là buồn, là quay. Và cái mặt em phải diễn. Ca khúc như khúc ban đầu lần này Nô Phương Thịnh sẽ đem đến cho Gala Nhạc Việt một sự nhẹ nhàng. Tôi hy vọng những người đang yêu sẽ trân trọng tình yêu thật là ý nghĩa của mình. Không lạ gì khi đến với Gala Nhạc Việt, tất cả những người nghệ sĩ luôn luôn cảm thấy rất hào hứng. Lần này đối với Nô Phương Thịnh cũng lại là một sự bất ngờ nữa, khi mà lần này Gala Nhạc Việt đã mời cô bé xinh xắn vào trong cái tiết mục của Nô Phương Thịnh. Đây là lần đầu tiên Phương Anh được diễn trên một cái sân khấu lớn, lại còn là một sân khấu ca nhạc rất là mới lạ với bản thân mình, và thấy rất là hồi hộp vì đầu tiên mình phải thể hiện cảm xúc như kiểu mình đang yêu. Vì em anh hôm nay thì Nguyên Vũ đã có mặt tại trường quay của Gala Nhạc Việt số 8 với chủ đề là duyên phận cuộc đời. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đột nhập phòng hóa trang để xem mọi người đã làm tới đâu rồi nhé. Xin mời. Đây, đầu tiên thì Vũ xin là giới thiệu một bà rất là dữ. Dạ, dạ đó. Dữ hay nào? Dữ hay nào đâu đó chị. Còn cô gái rất là dễ thương. Nó là Quế Trân. Thế nghe, anh chụp bài tư vậy. Dạ, thuộc rồi. Ôi, nhỏ thôi. Dạ, tại vì cái thích cái bài này dễ thương. Dễ học, dạ. Chưa kiếm xong, nghe xíu, không kiếm xong. Một bà mẹ rất là khổ nạt của hy sinh nha. Dù nghệ sĩ có hy sinh lắm, khổ lắm. Ok. Người yêu của mình mà mình bị mình phụ bạc. Đó, đây, đây. Cái nhân vật đó là nhân vật. Cái gì nha, bây giờ em đóng vai mẹ em thấy em khỏe hơn là em đóng vai mới lớn. Còn bây giờ thì chúng ta đợi mọi người xong thì sẽ bắt đầu ra sân khấu nha. Mắt buồn thức đã quấn sâu. Đến Gala thứ 8 thì Nguyên Vũ cảm thấy rất là vui. Và điều đặc biệt đó là sự hội ngộ trở lại cùng với lại nữ ca sĩ Phi Nhung. Mặc dù là Nguyên Vũ là hát nhạc không phải là cái thể loại nhạc bolero, nhưng mà lại mê nhạc bolero mà chịu khó học hỏi, mà còn mê cải lương nữa chị. Chị Phi Nhung bây giờ phải để chị ca dòng cổ, còn em phải hát nhạc. Rồi cô Kim Xuân cũng phải ca bài bản cải lương. Chị Kim Xuân mới ca Kim Tiền Bản. Sau 15 năm trở lại quê hương thì tham gia với chương trình, thứ nhất là rất là hạnh phúc, xin cảm ơn chương trình Gala Nhạc Việt. Tôi chỉ mong là cái thông điệp của cái nhạc cảnh này khi đến với mọi người là chị kêu gọi là trong cái thời buổi bây giờ, chúng ta hãy cố gắng sống với nhau tử tế, chúng ta cũng cảm thấy là tôi đã làm được một cái điều gì đó đẹp với cuộc đời. Để tạo nên một chương trình chất lượng hoành tráng và mãn nhãn, Gala Nhạc Việt đã may mắn bén duyên hợp tác và gắn bó cùng những ekip sản xuất uy tín, biên đạo múa, dàn dựng sân khấu và thiết kế trang phục chuyên nghiệp hàng đầu. Mỗi Gala Nhạc Việt khác nhau, nó đều mang lại những màu sắc cũng như sự mới mẻ khác nhau. Chính vì thế, trong phần dàn dựng và biên đạo đều phải có sự đầu tư kỹ lưỡng về chuyên môn cũng như là update những cái
mới nhất của thế giới tình cảm của một đôi nam nữ, nó thật sự là lãng mạn bằng cách là thể hiện của Yến Trang và Hồ Vĩnh Khoa trong những động tác múa đương đại nhưng không quá ủy mị, nhưng cũng không quá mạnh bạo. Nó có một cái gì đó sâu lắng và xuất phát từ cảm xúc của hai diễn viên diễn với nhau. Nhất Khoa làm tác khác là tác đẹp. Khi mà nói duyên phận chắc chắn là mọi người sẽ nghĩ đến duyên phận của lứa đôi, và bài hát này cũng là bài hát nói về một cặp tình nhân, nhưng mà mặc dù là có duyên để gặp gỡ nhau nhưng mà không có phận để mà quen nhau và sống với nhau trọn đời, cho nên phải chia tay nhau. Mỗi lần tham gia gala nhạc Việt thì Trang đều mong muốn mang đến cho tất cả quý vị khán giả cách dàn dựng nó tương đối là riêng biệt và mang cái style riêng của Yến Trang, rất là hoành tráng, rất là nhiều giải, nhiều bông hoa màu sắc. Thật ra thì với lần này thì Trang muốn truyền tải một thông điệp qua ngôn ngữ cơ thể. Người ta hay nói là muốn đương đại đúng không? Và hai chị em cũng đã thời gian ngắn rồi không có tập nhảy cũng đương đại, cho nên cũng dành thời gian đầu tư cho tiết mục rất là nhiều. Lần số 8 này của đoàn Việt Hải sẽ tham gia với 3 tiết mục. Bài Duyên Phận thì cái điều khó nhất của Lê Hải là đi kiếm bông điên điển. Những anh em ở trong đoàn thì đi tìm các chợ để mua cho được những cái bông điên điển và kết lại với nhau thành chùm. Thì mỗi một tiết mục mang một màu sắc riêng, một sắc thái riêng. Ví dụ như là tiết mục Em Lên Cỏ Non thì vẫn là cái nón lá, nhưng mà mình sẽ dùng những cái mảnh cỏ đó mình ghép lại với nhau và mình ẩn vào cái nón lá. Vì khi ẩn nhìn lên thì thấy cỏ nó sẽ động hơn, lung linh hơn. Đến với chương trình Gala Nhạc Việt lần thứ 8 này với chủ đề là duyên phận cuộc đời, cái chủ đề này nó cũng rất là phù hợp với những dòng nhạc xưa và những dòng nhạc bolero. Đi cũng cảm thấy rất là thích, nó cũng phù hợp với mình. Em đi trên cỏ non mộng ở đôi bờ đường đi. Khi tham gia vào Gala Nhạc Việt thì các bạn sẽ thấy là đây là một chương trình được đầu tư rất là kỹ lưỡng, rất là chỉnh chu về cả về cái cách chọn chủ đề, rồi chọn những ca khúc trong chủ đề, cho đến việc phối nhạc, cả về mặt trang phục cũng như là phần biểu diễn của vũ đoàn với các ca sĩ. Rất là may mắn là lần này thì Việt lại tiếp tục dàn dựng các tiết mục mở màn cho Gala Nhạc Việt với cái chủ đề là duyên phận cuộc đời. Thì lần này Việt sử dụng ngôn ngữ múa đa phần là ballet đương đại. Đối với Gala Nhạc Việt thì Việt luôn luôn dành một cái tình cảm và luôn luôn muốn có được những cái tác phẩm riêng dành cho Gala Nhạc Việt. Rất muốn được về chung một nhà với em, mong em hãy em xin nhận được vào và chấp nhận lời cầu hôn của anh. Bây giờ muốn biết Văn Anh cầu hôn Tú Vi như thế nào, thì theo Văn Anh ha. Lần đầu ngại ngùng khi em trông thấy anh mỉm cười, rồi người nhìn em ánh mắt ấy sao dịu dàng. Trong lòng xuyên sao cuộc tình của Văn Anh Tú Vi thì cũng có thể gọi đó là một duyên phận, một định mệnh, cũng như bài hát mà Văn Anh Tú Vi thể hiện theo chương trình đó là định mệnh anh và em. Văn Anh vẫn tin vào chữ duyên phận và định mệnh trong cuộc đời, đặc biệt là đối với chuyện tình yêu. Tiết mục của Tú Vi và Văn Anh đã được chương trình rất là ưu ái, rất tất cả một giống như là một cái buổi tiệc cưới, và làm cho Vi và Văn Anh cảm thấy rất là ấm áp, giống như là cái hôm mà mình đám cưới. Rất cảm ơn sự ưu ái của chương trình đã dành cho Vi và Văn Anh một cái kỷ niệm quá đẹp. Gala Nhạc Việt đã có nghĩa là một chương trình mà có đầu tư về cả kịch bản,
kỹ thuật và cái nội dung chương trình cũng rất là đặc sắc. Hương và Phước có một cái sự bất ngờ nho nhỏ của chương trình là muốn anh em hóa thân thành hai ông bà lão để mà xuất hiện trên sân khấu. Đây là lần đầu tiên mà Hương hóa thân thành một người già. Mình thậm chí còn không biết là chút xíu nữa nhìn mình trông sẽ như thế nào. Vừa nãy thì anh em đã gặp nhau và được anh biên đạo chỉ dẫn cho những cái bước nhảy vang. Để chút xíu nữa thì hai anh em sẽ lên sân khấu và hóa thân thành hai ông bà già và nhảy van nữa. Hiện tại thì nhìn ông đang bị trẻ hơn bà lắm, cho nên là phải make up thêm để cho già thêm. Nhưng mà các bạn cũng có thể hiểu là có khi bà là ông là khi còn trẻ nhỉ. Với chủ đề là duyên phận cuộc đời thì lần này không có thiết kế cho ca sĩ Ái Phương, Viu Anh, Bảo Anh. Những bộ trang phục công đã sử dụng chất liệu sequin và được đính kết rất là kỹ lưỡng và công phu, thì công nghĩ nó sẽ rất là phù hợp với những bản tình ca rất là da diết và ngọt ngào. Với chủ đề là một duyên phận cuộc đời thì Trần muốn đem đến hình ảnh của Bảo Anh và Bảo Thi, là Nguyễn Tuấn và Quốc Thiên đặt hàng cái màu chủ đạo đó là màu tím, pha môn và màu đất. Sắp xong cạnh đó thì Tuấn Trần thiết kế trang phục cho Cẩm Ly và Nguyễn Phương Thịnh. Thì Tuấn Trần mang đến cho Cẩm Ly một hình ảnh mới hơn từ chiếc áo bà ba. Chiếc áo bà ba được cách điệu và cách tăng lên phù hợp với lại xu hướng hiện giờ. Trong đợt gala nhiệm việc kỳ này thì Thư thiết kế 6 bộ trang phục. Mỗi tiết mục nó đều có một cái màu sắc rất là liên biệt. Phần thiết kế trang phục cho MC, cho chị Hồ Ngọc Hà, hai cái màu sắc rất là nhẹ nhàng, màu pastel. Tôi sẽ kết hợp vào trong đó những cái chất liệu vừa xuyên thấu nhưng mà bắt sáng rất là nhiều. Những bài hát còn lại thì đa số tông màu trong đợt này tôi chọn nó nghiêng về màu trắng và những cái màu trong. Một cái duyên khá là đặc biệt giữa Thư cùng với chương trình, cảm giác là mình là một người thân rất là gắn bó. Thực sự mà nói là Gala Nhạc Việt là một cái chương trình có sự đầu tư, quy mô và rất là kỹ, có sự chọn lựa và chắc lọc. Và đây là một cái niềm vinh dự cho tôi và những nhà thiết kế khác khi cộng tác với một cái chương trình Gala Nhạc Việt. Duyên phận cuộc đời chính là nơi để nghệ sĩ chia sẻ những câu chuyện về duyên phận trong cuộc đời, gửi gắm những thông điệp ý nghĩa, chân thật và cảm xúc. Rồi mấy cái này quay lên rồi thấy chỉ lo xa lắm mình. Rồi, xong chưa? Xong chưa nào? Đây. Dẫu còn yêu nhưng em phải quay mặt đi, không suy nghĩ, bỏ mặc con tim chạy theo lý trí. Đây là một ca khúc mà Hà nghĩ rằng là Hà rất là tâm đắc ở trong CD của người yêu cũ của mình. Ca khúc với tựa đề là Chạy Theo Lý Trí. Tình yêu thì ai cũng gặp ở trong cuộc đời, nhưng mà để đối mặt với những đau khổ thì không phải ai cũng bước qua được với nó. Thì hãy cùng đến với Chạy Theo Lý Trí của Hà để mạnh mẽ hơn. Mặc dù yêu hết mình nhưng mà phải mạnh mẽ hơn để mà có một cái kết thúc tốt đẹp hơn cho chính bản thân của mình. Ok, cảm ơn Hà. Thôi về đi, không quay nữa. Yêu nhau dài lâu, đây là một trong những sáng tác của nhạc sĩ trẻ Nguyễn Phúc Thiện, là em trai ruột của anh Olysi. Là qua ca khúc này thì mong tất cả những cặp hạnh phúc vợ chồng trên đời này được sống hạnh phúc cùng nhau, bạn bè yêu thương nhau nhiều hơn. Đến với Gala Nhạc Việt lần này thì một chủ đề rất là ý nghĩa và rất là nhiều cái cung bậc cảm xúc. Trong cuộc sống chúng ta thì đôi khi sẽ có những cái cuộc tình nó không may mắn, nó sẽ bị tan vỡ. Tuy nhiên thì ai sẽ là người đứng ra nhận lỗi lầm thuộc về mình đây? Thì đó là một cái câu hỏi rất là lớn. Ở chung với nhau cùng một gia đình, đó là một duyên phận rất lớn. Và với cái ca khúc Mồ Côi này thì Thiện hát của tâm thế là khi mà mình còn thì mình nên trân trọng những tình cảm đó. Tình yêu thật vui lúc đầu, mà càng về sau càng xéo nỗi sầu.
Tôi khá bác đây những sự chia sẻ với những người xác định rõ đó là cái tình yêu hạnh phúc đích thực của mình, nhưng cuối cùng là vẫn giữ không hiểu được nhau. Và bao nhiêu cái nỗi niềm đó đã bị chôn giấu, đã bị đè nén. Đây là cái đề tài không còn phải là mới lạ gì lắm, nhưng vấn đề là ai được dám thể hiện thôi. Sống chúng ta thì kể cả là tình bạn, tình yêu đôi lứa gì đó, một đồng nghiệp hát chung với nhau, chúng ta cũng là duyên đúng không? Em may mắn được cùng chị thể hiện một ca khúc rất là ý nghĩa, đó là Trở Về Cát Bụi. Ai cũng sẽ trở về với cát bụi, cho nên chúng ta hãy sống tốt và yêu thương nhau, sống bằng tình cảm chứ không phải là vật chất. Đây là lần đầu tiên mà Trấn Thành sẽ kết hợp với những vị khách mới trong chương trình Gala Nhạc Việt. Và đặc biệt là một cô bé rất là dễ thương, xinh nắng, dây chính luôn bé Thư. Rồi con chào khán giả đi con. Chào khán giả. Rồi tuần này con đóng vai gì, nói dạ nghe. Bây giờ bên nắng. Đóng vai bên nắng. Bên nắng là tên con. Mai được, chuẩn bị chưa? Xuống xe tập. Đây. Action. Trời ơi, action mà xuống xe tập. Nguyên Vũ rất cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi Gala Nhạc Việt từ những số đầu. Đó là một tình yêu lớn lao dành cho âm nhạc và ủng hộ cho nhạc Việt. Giới thiệu cho nhiều người cùng xem nữa Gala Nhạc Việt số 8 với chủ đề Duyên phận cuộc đời. Duyên phận cuộc đời. Duyên phận cuộc đời. Gala Nhạc Việt số thứ 8 với chủ đề Duyên phận cuộc đời. Duyên phận cuộc đời. Duyên phận cuộc đời. Duyên phận cuộc đời. Hy vọng là mọi người sẽ đón nhận và ủng hộ Gala Nhạc Việt như là đã từng đón nhận số trước, cũng như là ủng hộ tất cả các nghệ sĩ của Gala Nhạc Việt số 8 Duyên phận cuộc đời. Gala Nhạc Việt số 8. Gala Nhạc Việt số 8 với chủ đề Duyên phận cuộc đời. Duyên phận cuộc đời. Duyên phận cuộc đời. Duyên phận cuộc đời.